theo cái giả thuyết của mình. Cái nơi mà mình mới vừa đến ở trong video clip trước thì đó chính là cái nơi để mà vua nghỉ. Và có thể đây là nơi vua làm việc. Và đây cô bác anh chị thấy mọi người đang đều tóc hơn rất là nhiều. Cái phần máu của bà đây. Đây. Và bà vẫn đang bị cái máu của bà đang sọt xuống nè. Giờ đi đường nào? À. Ở đây nghe được tiếng gió lộng rồi đó. Này tiếng gió đó. Nghe được chưa anh? Nghe được tiếng gió chưa? Ở đây bắt đầu mát lại. Còn pin sáng coi còn pin cái của cái ở chỗ nào nó hết nói anh. À ngoài kia là thấy được ánh sáng từ sâu hòm đằng kia kìa. Ở bên đây anh em mình tiếp tục đi qua một cái hướng này. Hướng này thì đất nhiều hơn ha. À, thưa cô bác quý anh chị, điểm đến tiếp theo trong hang tiền này Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị đó là giếng nước. Nói rằng ta sống ở đây ta cũng xài nước này không, đúng không? Anh Trí vô đây. Theo chia sẻ của anh Trí á, thì anh nói trước đây thì người dân họ sống ở cái vùng Kiên Lương này. Họ sống ở những nơi đảo như thế này thì họ sống thì họ nhờ cái giếng này. Đúng rồi. Và đường đi lên giếng này cũng khá là hẹp. Nên là nữ là mình sẽ cùng đi. Và dữ dằn lắm á. Đi lên, anh lên trước đi. Anh biết anh lên đi. Lên luôn rồi đó à. Lên đây xách tới bước 2 bước rồi dọn vô cái giếng. Thấy đằng biên rồi thấy luôn rồi. Lớn dữ dằn lắm. Nước lên tới trên trồng. Vậy bây giờ còn uống được không? Ta xài đó thì được. Mà mình không có lấy được. Mà tính ra lúc trước ở đây thì nữa là lấy ống hút rồi xài. Kẻ kẻ dọn kẻ lớn lắm á. Ôi! Dữ luôn á, từ đó mình xuống đây là cái giếng bự lắm, nước nó lên, nó cái lỏng rồi. Thấy không? Ồ, dữ hả? Dữ lắm, không đúng chứ nước. Dữ dằn á, chứ người ta dân ở đây ta xài, họ xài nước, xài được cái tự can đó mà. Anh có khi nào anh uống nước đây thử không? Hả? Bây giờ có uống nước đây không? Chưa, có bác bệnh rồi, chưa có xài tính để mua cái ống xài đấy chứ. Cái này ai phát hiện chứ? Hả? Ai phát hiện chứ? Ồ, giếng nước này trong chứ hả? Theo từng cảm nhận giếng nước thì sao? Cái này như kiểu hồi xưa. Hồi xưa sao? Giấy dù giấy sao mới có chứ tự nhiên động sao có. Giấy có nước để em xài để nuôi quân lính đúng không? Đây cầm máy đi. Này cũng là giả thuyết thôi. Cục sạc dự phòng đây. Máy kia. Cục sạc đó. Cầm. Rồi. Đây nè cầm đây này. Anh sạc cục pin này. Anh Trí cầm giùm em giùm cái anh Trí. Anh Trí. Ôi, cầm giùm em này ơi. Cầm giùm em này. Chắc người ta mới đi hay gì đó. Không, ta đi cũng ở nhà người ta đi về rồi tới gì khác cho. Cái đó mình thấy cái gì. Chưa. Có bấm quay chưa sao? Bấm điện rồi. Hết pin gì? Này. Chưa. Còn pin không? Ở đây có một cái luồng gió. Sau cái giếng nước này có luồng gió rất là lạ. Và lần kia cô bác của anh chị thấy có một cái đèn cầy. Cho em mượn đèn anh đi.
Lô này có thể lên được nè tí ơi. Có thể lên được nè. Ôi, em thấy cái chỗ này giống như là chỗ, anh có nghĩ rằng đây là nơi nơi vua làm việc không, như là các quân lính không? Đây là cái ngai của ông ngồi. Vậy quá người ta mới thờ dữ nè. Đúng không? Để ý nè, không có hỏi. Đây là một cái ngai của ông đang ngồi. Và đó là cái ông tựa vô và ông ngồi dưới này. Và các quân lính thì sẽ tụ họp ở chỗ này. Sáng có nghĩ vậy không? Chắc vậy quá. Đúng không anh? Đúng quá. Và đây là có một, đây anh cầm giùm em tắt thắp nhang cái. Có quẹt không ta? Gọi vô đây giùm em anh Trí. Ông có đèn. Thưa cô bác và anh chị, hôm nay thì mình đến cái nơi này thì cũng đứng đó đi, theo cái giả thiết của mình, cái nơi mà mình mới vừa đến ở trong video clip trước thì đó chính là cái nơi để mà vua nghỉ, và có thể đây là nơi vua làm việc. Và đây cô bác và anh chị thấy mọi người đây đều thắp hương rất là nhiều. Và mình đi đến đây thì ba anh em mình đi đến đây thì cũng gặp những cái đèn cầy nó đang vẫn đang phát sáng như thế này. Mình cũng đến đây mình cũng thắp hương và để cầu mong một năm đầy may mắn đến với anh em tụi mình, cũng như là xin phép để mà quay những cái thước phim. Mình cũng thấy rất là lạ khi mà ở đây trong một cái hang như thế này thì có một vùng đất nó lại trống và lại lộng gió như thế này nè cô bác quý anh chị, và đặc biệt là rất là mát luôn. Và sau lưng chỗ này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy một cái điều cực kỳ tâm linh mà không phải người nào cũng có thể nhìn thấy được. Và theo chia sẻ của anh Trí thì đây là một điều cực kỳ hiếm của hình của tạo hóa của cái những cái viên đá như thế này. Theo mình nghĩ thì đây là một hình tượng Phật Bà, đúng không? Đây là tượng hình của Phật Bà đang xọa, đây là cái phần mão của bà đây. Và bà vẫn đang, những cái áo của bà đang xõa xuống nè, đúng không? Đến đây, áo của bà đang xõa xuống. Và nơi đây, cái này, anh Trí nghĩ đó là gì đây? Anh chưa nghĩ ra nhưng mà em đã nghĩ ra. Dạ, có kinh nghiệm ai giờ là tôi nghĩ ra. Dạ. Sáng gọi lên giùm anh. Ở đây có một cái thế dựa vô. Đây là tượng bà nè cô bác quý anh chị. Mình nhìn thấy bên đây mình thấy được tượng bà. Và đây, đây là hình của một cái mão vua. Đúng không anh? Đúng rồi đó. Cái gì nó trên vòng vòng cái ở dưới được cốt đó y gan luôn, đúng rồi đó. Rồi. Bà đang cầm một cái mão vua. Đúng đó. Đúng không? Và đây đúng là tượng bà gõ gàng luôn. Và sau lưng này là những cái tảng đá nè. Đúng không? Bây giờ anh em mình sẽ cùng bước lên cầu thang này đi tiếp. Anh Trí đi trước đi, em gọi cho nè. Hôm nay thì gặp cái tượng bà hôm đầu năm mà đi như thế này, mình gặp này rất là hoan hỷ rồi sao? Đi không dài, tao đi hoài, tao chưa có gặp á, thẹo không? Đi hoài, lâu đi vô đây hoài nhưng mà không có lên đây, chưa có lên đây luôn. Sáng được không? Cầm được không? Được không? Sáng được không? Và cái mão vua này không phải là một cái mão vua bình thường, mà đây là một cái mão vua đầu gồng anh Trí. Đây. Ôi, đây. Đây anh Trí là biết là gì không? Ồ, giống như cái chỗ mà cái tượng Phật giống như ta dựa vô đó chứ không ta? Đây là một cái bàn chân tiên. Anh thấy giống cái bàn chân không? Và đây là ngón cái nè. Đây là bốn ngón còn lại nè. Đúng không? Và đây là cái gót chân. Anh có tưởng tượng ra được không? Được đó, nói biết
rồi đó nó. Nhưng mà anh nhìn thấy giống không hay là do em bịa đặt ra? Cái giống này chứ. Cô bác của anh chị nhìn thấy nè. Cái khớp này chừng đó. Nhìn xuống nè. Thấy sự quyền bí đấy chưa? Rất giống đúng không anh Tri? Đúng rồi. Nào giờ vô chưa có vô không biết mặt bàn nằm đó luôn á chà. Nhà mày lên đây mới khám phá nó mới dòm biết á. Chắc có lẽ là em có duyên. Rồi quay cho anh, quay cho anh. Đến quay anh tưởng tôi. Tới cái núi luôn, tới đầu cho anh luôn rồi. Đây là tới cái... thấy được cái nguồn ánh sáng luôn nè. Đây có một cây dây, rơi sợi dây xuống. Quay anh, quay anh nè. Đây người ta vẫn thắp hương. Ở đây thì không biết là cấu tạo của thiên nhiên như thế nào. Thì cái phần này, cái phần này giống như một cái khối đá này, nó thấy nó rất ngộ ha. Này gì anh ha? Xa quá, trên đó thẳng quá, mình lên không được đâu, tìm hiểu được không đâu. Được. Ồ, đói trời đứng nè, cái này tới luôn rồi, tới có nóng nóng không có lộ. Hôm nay thì đến đây ngay chỗ cái sao giếng tiên thì mình đến chắc có lẽ là ngay chỗ này, là ngay chỗ vua Gia Long ha. Và may mắn gặp được tượng bà. Ôi, đây là một cái đường gì đây? Giống như một cái thanh kiếm vậy. Thấy không anh? Di chừng đi lên ha. Đây nè, đây nè. Dạ, đây chỗ này. Một ánh sáng dệt qua đây giống như một cái thanh đao. Quay qua đây xem, quay qua đây. Thanh đao nằm cái đây. Đầu cuối đó ha. Đây, đây, đây là cái đầu của thanh đao nè. Qua đây, cái trán ở dưới nè, dài. Thẳng xuống tới đây. Ngày hôm nào nó hay thì chứ. Gọi vô sưu tầm ra biết, nó nói ra rồi, giờ tôi biết là còn nói bình thường, đã đâu có biết đâu gọi vô. Đây là bàn chân đúng không sếp? Và một cái thanh đao này rất là dài, đúng không? Cái đó giống như cái bàn chân phải mà. Đúng rồi, bàn chân phải rất là lớn. Đúng không? Để xuống, thôi bây giờ mình xin phép. Thôi bây giờ mình với anh Trí, với lại Kagamen xin phép đi xuống rồi, anh em mình còn những cái hẻm, những cái hang nào nữa không? Đây là cái đầu này cuối rồi, đã hết đường rồi, mình ở đây là giáp rồi đó chứ. Có bao đầu vô thôi chứ. Đi xuống. Không bắt nhanh cái này lên cơm đi. Thôi, mình giái bằng tâm được rồi. À, bắt cây cầu thang thì cũng khá hay. Được không? Sáng có quay không? Sáng có đang quay không? Xuống được không? Được không? Được, đưa máy anh. Ở đây nhìn cũng khá là hấp dẫn nè anh. Ủa? Anh Trí, nhìn ở đây nè. Mỗi một cái ngách như thế này, người ta lại để một cái ly vào cái chân hương này, thấy không? Đây. Anh có tưởng tượng đi ra đây là gì không? Hả? Không. Đây anh chỉ cho. Em chỉ cho anh luôn. Anh có tưởng tượng ra đây là một cái đầu con rắn không? Đang ló ra. Đây. Đây là phần đầu nè. Ở bên đây nữa nè. Cái đầu ha, đầu ờ đúng rồi ha, cái đó là cái đầu ha. Ừ. Cái miệng là phải là đầu. Đây đây ờ đúng rồi. Đầu vào đây nữa nè. Không? Thấy không? Không, hồi đợt đó, mấy người ấy ta lên đây ta bày ra cây thuốc từ thiện á. Ừ. Gặp con rắn ha là bành mã này nè. Thôi 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 thôi, thôi đừng nói. Mình đến đây mình anh em Phật đâu á. Ờ. Nó không có làm gì, nói chung mình chán chán tu. Tu hết mà. Hôm đến đây thì khám phá sự kỳ bí ở đây, mình mới thấy được cái sự linh thiêng, sự màu nhiệm của thiên nhiên. Rất là hào hứng khi mà
mình được đi ra đến cái hang tiền này. Mặc dù là sáng nay mình cũng đợi anh Trí rất là lâu và mình ăn dầm nằm về, mình nói nhất định là mình phải đi đến đây. Mà không mà may mắn là được cho có anh Trí để đến đây để có dịp quay cho cô bác quý anh chị xem những cái thước phim mà ai chưa có thời gian, chưa có điều kiện để đặt chân đến cái mảnh đất Kiên Giang này. Thì hôm nay xem cái thước phim này qua mới thấy được cái sự huyền diệu tâm linh ha anh ha. Thôi bây giờ đây chắc có lẽ phía trước này là cái view đẹp nhất nè, là ga luôn đó Phong anh. Rồi quay anh cái nữa thôi, rồi quay đi, đứng chỗ này nè cho nó đẹp nè. Rồi đây, đây đây, đứng này đình tích anh đi lại đây với em. Nhưng mà thấy anh không? Thấy không? Thấy không? Xin là đây anh Tiến năm nay nhiêu ta? 39 nè. 39. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì với sự hướng dẫn nhiệt tình của anh Trí, là một người dân địa phương ở vùng đất Kiên Lương, xã An Bình, đúng không anh? Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang như thế này, thì anh Trí đã hướng dẫn mình đi những cái nơi khá là đặc biệt trong cái hang tiền này. Và khi đó mình cảm nhận ra được rất là nhiều điều hay ho trong đây. Mà trước đây vua Gia Long không tự nhiên mà ông chọn nơi đây là một cái nơi trú ngụ trốn giặc như thế này. Và hôm nay ngoài cái việc đó thì mình cũng khám phá ra được những cái sự tâm linh nơi này. Thì đây là một cái thước phim mà mình Bùi Hồ muốn gửi cho cô bác quý anh chị xem để cho những để thấy được sự tâm linh, sự huyền diệu ở trong cái hang như thế này. Và đó là một điều khá là đặc biệt. Khi mà cái hang như thế này mà chưa kinh doanh, chưa khai thác du lịch thì nó càng tăng thêm cái sự tâm linh và sự hoang sơ của nó, làm cho thiên nhiên càng thêm hùng vĩ. Và thứ phim này Mùi Hồ mong cô bác quý anh chị xem sẽ an lạc. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau.